TV Ánh Sáng tin mừng với Thu Trang, Kim Thạch, Cẩm Ánh, Văn Thành và anh chị em thực hiện chương trình. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng tin mừng. Hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2020, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 3 năm A mùa chay. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có: thứ Hai ngày 16 tháng 3, lễ Thánh Phanxicá Roma nữ tu. Chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội hoàn vũ, tiết mục người công giáo trong thế giới hôm nay, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, nhờ bí tích thánh tẩy, Chúa đã cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con được trở nên giống hình ảnh Chúa mỗi ngày một hơn, để chúng con biết đem niềm vui đến cho những người nghèo khó và được tìm thấy Chúa khi giúp đỡ họ. Và qua những việc đó, chúng con sẽ biết thực hiện những gì đẹp lòng Chúa và luôn tìm kiếm Chúa với tất cả lòng thành. Xin cho chúng con luôn biết giúp đỡ giáo hội trong công cuộc hiệp nhất, để cho mọi người trên thế giới luôn sống hòa thuận như anh em một nhà. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng tin mừng, luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu. Và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng tin mừng, được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cóp đã cho con là Giu-se. Ở đó có giếng của Gia-cóp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước. Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước." Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà xin cho tôi uống nước, thì chắc bà sẽ xin người và người sẽ cho bà nước hằng sống." Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời." Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa." Và người đàn bà nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem." Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ,
Và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý. Người đàn bà thưa, tôi biết đấng Mêsia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu bảo, đấng ấy chính là ta, là người đang nói với bà đây. Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin người vì lời người đàn bà làm chứng. Khi gặp người, họ xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Và vì nghe chính lời người giảng dạy, số những kẻ tin ở người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà, giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người, và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con người mọi nơi, mọi thời luôn khao khát đi tìm chân lý. Mọi khát vọng sự thật và hạnh phúc là khát vọng tìm Chúa. Đấng là con đường, là sự thật và là sự sống. Thánh Edith Stein, một triết gia Do Thái trở lại đạo và là một nữ tu dòng Camelo viết, ai tìm sự thật là tìm Thiên Chúa, cho dù họ có ý thức hay không. Thánh Augustino nói, Thiên Chúa đã dựng nên chúng con cho Thiên Chúa, và lòng chúng con không nghỉ yên cho tới khi được nghỉ yên trong Thiên Chúa. Ký giả và nhà văn nổi tiếng người Pháp André Frossard xuất thân trong một gia đình vô thần. Cha của ông, Louis Oscar Frossard, một sáng lập viên và từng là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Pháp. Nối bước chân của cha, ông là người nhiệt thành và xác tín vào chủ nghĩa Mác Lênin. Dĩ nhiên, ông chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Ngày kia, một người bạn nhờ ông trở đến một tu viện. Trong khi chờ người bạn trở ra, ông tò mò bước vào một nhà nguyện có đặt mình Thánh Chúa. Ông đã ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng ấy trong một cuốn sách với tựa đề Thiên Chúa Hiện Hữu, Tôi Đã Gặp Ngài. Ông viết, không bao giờ tôi nghĩ rằng Chúa đang chờ đợi tôi. Thế nhưng trong phút chốc, tôi cảm nhận một ánh sáng thiêng liêng soi chiếu trong tâm hồn. Thế rồi ông tức tốc chạy ra khỏi nhà nguyện, tìm đến người bạn và hô lớn, Thiên Chúa hiện hữu, đó là một chân lý. Sau đó, ông xin được rửa tội và trở thành một tín hữu Công giáo. Tại giếng Gia-cóp, người đàn bà xứ Samaria đã gặp được nguồn nước hàng sống. Vậy người xứ Samaria là ai? Samaria là vùng đất miền trung nước Do Thái thời bấy giờ, với phía bắc là Galilee và phía nam là Giu-đê. Năm 724 trước Công nguyên, đế quốc Assyria đánh chiếm và đô hộ vương quốc miền bắc là Israel. Hầu hết dân Do Thái bị đưa đi lưu đày ở Assyria. Sau đó, năm bộ tộc ngoại bang do Assyria đem đến hội nhập với người Do Thái còn lại ở Israel. Những người Do Thái này đã cưới hỏi người ngoại bang, và đó là nguồn gốc người Samaritan. Họ không còn là người Do Thái thuần chủng nữa. Trong khi đó, đến năm 586 trước Công nguyên, vương quốc phía nam là Giu-đê bị đế quốc Babylon chiếm đóng. Dân chúng bị đưa đi lưu đày 70 năm ở Babylon. Sau thời gian lưu đày, họ trở về và xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Những người Do Thái này coi người Samaritano là những người tạp chủng, tội lỗi, mê tín và không còn trong ân sủng Chúa nữa.
tại giếng Gia-cóp, Chúa Giê-xu là một người Do Thái gặp gỡ người phụ nữ Samaria. Chị ta có 5 đời chồng và đang chung sống với một người đàn ông khác. Chắc chị bị làng xóm dị nghị và khinh thường lắm. Vì thế chị đã chọn giờ ra giếng lúc vắng người nhất. Lúc chị gặp Chúa Giê-xu thì chẳng có một người phụ nữ nào trong làng đi xách nước cả. Trải qua 5 đời chồng, qua những đổ vỡ, những thất bại, nhưng chị hẳn vẫn khao khát và tìm kiếm hạnh phúc gia đình. Dù bị khinh thường, bị xa lánh, bị thất bại, chị vẫn có những khát vọng. Khát vọng hạnh phúc, khát vọng sự thật, khát vọng chân lý. Và chính tại bờ giếng Gia-cóp hôm nay, chị đã gặp được đấng cứu thế. Chúa Giê-xu phán, ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Thấy thế, chị tha thiết xin. Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa. Cũng như người Do Thái, người Samaria cũng thờ Chúa Cha và mong chờ đấng Mêsia. Chị thưa với Ngài, tôi biết đấng Mêsia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến. Và khi đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giê-xu bảo, đấng ấy chính là ta, là người đang nói với chị đây. Chúa Giê-xu chính là niềm khát vọng sâu xa của con người. Những cái khát nước giếng Gia-cóp, khát của ăn, khát danh lợi, khát quyền hành, không bao giờ đem lại cho chúng ta hạnh phúc và bình an. Thánh Augustino, sau một quãng đời tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền tài, tình yêu, cuối cùng đã tìm đến Chúa và thốt lên, lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và lòng con luôn thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Edith Stein, một triết gia Do Thái vô thần, luôn khao khát và đi tìm chân lý. Cô đã tìm thấy nơi đấng đã tuyên xưng là đường, là sự thật và là sự sống. Năm 31 tuổi, cô đã được rửa tội và sau đó gia nhập dòng Camelo. Năm 1942, sơ bị bắt và đem đến trại Auschwitz của Đức Quốc xã. Sơ đã bị chết cùng với nhiều người Do Thái trong lò hơi ngạt. Sơ đã được Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị phong thánh ngày 11 tháng 10 năm 1998. Mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy chính mình nơi người phụ nữ Samaria, Thánh Augustino, Thánh Edith Stein. Chúa Giê-xu luôn chờ chúng ta để dẫn dắt, để dạy bảo. Như người phụ nữ Samaria gặp được Chúa thì đã xin Ngài, xin cho tôi nước ấy để tôi chẳng còn khát. Chúng ta hãy tìm đến Chúa Giê-xu để được ban cho nước hằng sống, ban cho sự sống đời đời. Amen. Bye.
báo liên quan đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngày 5 tháng 3 năm 2020 vừa qua, tiểu bang California đã công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang nhằm đối phó với diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch coronavirus. Cơn đại dịch đang lan nhanh trên diện rộng. Thế nên, kể từ ngày 11 tháng 3 vừa qua, trường Đại học Cal State Long Beach, nơi diễn ra Đại hội Lòng Chúa Thương Xót hàng năm, đã thông báo cho sinh viên được nghỉ học tại trường và các lớp học sẽ tiếp tục qua Internet. Bên cạnh đó, giáo quyền địa phương cũng đã có những hướng dẫn mục vụ ngoại thường nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp bằng tay trong các thánh lễ và các nghi thức phụng vụ khác. Giáo quyền cũng khuyến cáo việc hạn chế tối đa những buổi tụ họp đông người ngoài thánh lễ tại các giáo xứ. Trong bối cảnh đó, vì quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng dân Chúa, Phủ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại chính thức hủy bỏ việc tổ chức Đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót kỳ 20 vào ngày 19 tháng 4 năm 2020 này. Chúng tôi trân trọng thông báo và cáo lỗi cùng cộng đồng dân Chúa vì sự cố đáng tiếc này. Chúng tôi cùng chân thành tri ân quý ân nhân xa gần, quý anh chị em thiện nguyện viên đã, đang và vẫn luôn cầu nguyện hỗ trợ chúng tôi bằng cách này cách khác trong việc tổ chức Đại hội Lòng Chúa Thương Xót hàng năm. Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót qua lời bầu cử của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban ơn chữa lành cho các nạn nhân của dịch bệnh trên toàn thế giới, cũng như xin Chúa thương an ủi và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn này. Với lòng tín thác tuyệt đối nơi Lòng Chúa Thương Xót, xin cộng đồng dân Chúa hiệp lời cầu nguyện cùng Hội Thánh để Lòng Chúa Thương Xót luôn tuôn đổ chan chứa trên cuộc đời mỗi người và toàn thể nhân loại. Hẹn gặp lại quý vị trong Đại hội Lòng Chúa Thương Xót kỳ thứ 21 năm 2021. Dòng Francisco tại Syria đang giúp đỡ các em nhỏ hồi phục từ những vết thương của chiến tranh. Tin Syria. Trên cương vị của một cha truyền giáo trong thời chiến, cha Firas Lufti đã chứng kiến những vết thương mà cuộc nội chiến tại Syria để lại trên cả một thế hệ của các em nhỏ. Các em phải sống cuộc đời một cách bấp bênh trong lửa đạn. Cha Lufti nói, tôi đã nhìn thấy tận mắt và tôi đã chạm đến các vết thương của các em nhỏ sống trong những hoang tàn của gạch ngói và tất cả đã bị san bằng đổ nát. Cha Lufti dự tính sẽ thành lập một chỗ an toàn để các em có một cuộc sống tương đối yên ổn, hầu chữa lành những vết thương trên thể xác cũng như trong tâm hồn. Vào năm 2017, cha đã thành lập một trung tâm để giúp các em từ 6 tuổi cho đến 17 tuổi. Từ đó, với sự giúp đỡ của các thiện nguyện viên, trung tâm đang phục vụ 1.500 trẻ em. Các giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lốc tại Tennessee. Tin Hoa Kỳ, nhiều cơn gió lốc và dông bão đã tàn phá tiểu bang Tennessee, khiến cho 24 người bị chết và nhiều người bị mất tích, cùng những thiệt hại vật chất rất lớn trong khắp tiểu bang. Hôm thứ Năm ngày 5 tháng 3 vừa qua, Đức Giám mục của địa phận Nashville đã cầu nguyện cho những người đã chết, cho những người bị thương tích, và tất cả các nạn nhân của cơn thiên tai bắt đầu từ tối thứ Hai, mùng 2 tháng 3. Ngoài kết quả sơ khởi, người ta nghĩ là con số tử vong cũng như thương tích còn cao hơn nữa. Tennessee đã được tuyên bố trong tình trạng khẩn cấp. Một cảnh sát cầu nguyện cho học sinh hàng ngày. Tin Hoa Kỳ, Deandra Warren, 40 tuổi, là một vị cảnh sát thuộc đơn vị Winnie, thành phố Arkansas, với trách nhiệm bảo vệ hàng trăm học sinh. Mỗi ngày từ năm 2015, người ta thấy anh trước khi vào làm việc thường đứng trước cột cờ và cúi đầu xuống cầu nguyện cho các học sinh, thầy cô giáo, các nhân viên phục vụ trong trường học, vợ anh, ba cô con gái và cho quốc gia. Anh nói, Chúa Thánh Thần đã thúc giục tôi cầu nguyện cho các học sinh và nhân viên trong địa hạt. Tôi nhận được nguồn cảm hứng từ câu 14 đoạn 7, sách Sử Biên Niên, quyển 2. Tổng giáo phận Rome ngưng dâng lễ và thông báo ngày chay tịnh và cầu nguyện. Tin Vatican, Tổng giáo phận Rome đã thông báo tạm ngưng các thánh lễ cho đến ngày 3 tháng 4. Các nhà thờ vẫn mở cửa cho ai muốn cầu nguyện riêng, nhưng sẽ không có thánh lễ.
tất cả các giáo dân trong địa phận được khuyến khích chay tịnh và cầu nguyện vào ngày thứ tư cho các nạn nhân mắc dịch bệnh COVID-19, hiện đang lan tràn tại Ý qua thánh lễ trực tuyến. Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 106.000 người nhiễm bệnh và khoảng hơn 3.600 người đã chết vì dịch bệnh. Hãy là người Kitô hữu đích thực và công dân tốt. Tin Vatican. Trong một thông điệp video do Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến hôm thứ Năm mùng 5 tháng 3, Đức Thánh Cha cho biết ý chỉ cầu nguyện của Ngài trong tháng 3 là sự hiệp nhất của người Kitô hữu trong nước Trung Hoa. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để giáo hội tại Trung Hoa vẫn giữ lòng tin nơi phúc âm của Chúa và trưởng thành trong sự hiệp nhất. Giáo hội muốn các giáo dân phải là những người Kitô giáo đích thực và là những công dân tốt để công bố tin mừng, nhưng không bắt người khác phải gia nhập đạo của mình. Một lãnh tụ Kitô giáo đề nghị xây thánh đường trong tù tại Pakistan. Tin Pakistan, ông Aslam Pervez Shahora, một lãnh tụ chính trị nổi tiếng tại nước Pakistan, vừa được phóng thích, đã viết thỉnh nguyện thư lên chính quyền tỉnh Punjab để xin phép được xây một thánh đường nhỏ với một bồn nước rửa tội dành cho tù nhân thuộc tôn giáo thiểu số trong nhà tù trung ương tại thành phố Lahore. Ông Sahota viết trong thư, tôi được biết trong số 3.500 tội nhân bị giam giữ nơi khám đường trung ương tại Lahore, có từ 3 đến 400 người phạm nhân không phải là Hồi giáo. Trong số đó có 200 người Kitô giáo. Giám mục Phi kêu gọi các nhóm vũ trang nên rời khỏi khu vực của dân bản địa. Tin Philippines, sau những cuộc tấn công trong khu vực người dân bản địa, một đức giám mục đã lên tiếng kêu gọi quân chính phủ, lãnh quân phiến loạn nên rút quân ra khỏi các cộng đồng dân bản địa. Đức cha Valentin Dimok, chủ tịch hội đồng đặc trách dân bản địa, đã kêu gọi quân chính phủ cũng như quân phiến loạn hãy để yên các lãnh thổ được cấp phát cho người bản địa. Sau khi thấy 90 gia đình thuộc các bộ tộc dân bản địa phải bỏ làng mà của họ ở miền Nam Phi Luật Tân để di tản đi nơi khác. Tại sao việc tận hiến cho Thánh Giuse càng ngày càng lan nhanh? Tin Hoa Kỳ, một trong những nhân vật nổi bật nhất trong đời sống của Chúa Giêsu Kitô là Thánh Giuse, người cha nuôi của Ngài, và cũng là một người thầm lặng nhất. Và do đó, có thể nói, thánh nhân là một nhân vật bị dân chúng bỏ sót nhiều nhất trong gia đình thánh gia. Nhưng cha Donald Calloway hy vọng Ngài có thể thay đổi được sự việc đó. Vì cha nghĩ là hiện nay, nhiều người đang hoang mang, không biết vai trò của người đàn ông và ý nghĩa của một người đàn bà. Cha Calloway nghĩ rằng, việc tận hiến cho Thánh Giuse sẽ khai sáng lòng trí để dân chúng mất đi sự hoang mang về phái tính. Đối với Chúa, mọi chuyện đều có thể. Tin Hoa Kỳ, Trudy Cathy White, con gái của nhà sáng lập hệ thống nhà hàng Chick-fil-A, nói với Fox News rằng, trong cuộc phỏng vấn giới thiệu cuốn sách viết về mẹ của cô được phát hành ngày 10 tháng 3 vừa qua, rằng linh hồn của nhà hàng là Janet M. Cathy, mẹ tôi, người đã hết lòng ủng hộ gia đình và công ty. Mẹ tôi luôn sống câu, đối với Chúa, mọi chuyện đều có thể. Cô White nói, từ ngày mở cửa nhà hàng vào năm 1946, quyết định đóng cửa nhà hàng vào mỗi Chủ nhật là quyết định tốt nhất mà chúng tôi đã làm. Quyết định đó phần lớn là do ảnh hưởng của mẹ tôi. Người mà chúng tôi gọi cách thân thương là vì ủng hộ tinh thần tối cao. Đức Thánh Cha hướng dẫn cầu kinh truyền tin Đức Mẹ qua video. Tin Vatican, hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã hướng dẫn các khách hành hương cầu kinh truyền tin Đức Mẹ qua video. Thay vì từ cửa sổ của dinh giáo hoàng như thường lệ, theo văn phòng báo chí tòa thánh, sự thay đổi này nhằm để thích ứng với việc giới hạn
sự lan truyền của dịch vi khuẩn COVID-19 đang phát triển mạnh tại các tỉnh phía Bắc nước Ý. Và cho đến khi có quyết định mới, những bài giảng giáo lý hàng tuần ngày thứ tư cũng sẽ qua băng video. Theo thông báo chính thức của Tòa Thánh, để thích ứng với hiện tình, cầu kinh truyền tin Đức Mẹ được diễn ra tại Thư viện Dinh Giáo Hoàng, thay vì tại công trường Thánh Phêrô. Các luật sư gặp nạn nhân của Việt chiếm đất đai tại Việt Nam. Tin Việt Nam. Hai luật sư của 27 nạn nhân trong việc chiếm đất của chính quyền Cộng sản và hiện đang còn bị giam giữ. Họ đã gặp được 3 người trong số 27 người. Theo các luật sư, thì các nạn nhân mà họ đã gặp bị thương tích đầy mình trong cuộc chống cự với lực lượng công an về vụ chiếm đất bạo ngược của chính quyền Đồng Tâm. Luật sư Lê Văn Hòa cho biết là ông và một luật sư nữa có mặt trong lúc cảnh sát hỏi cung hai nạn nhân là Lê Đình Công và Lê Đình Trức, con trai của ông Lê Đình Kính, người đã bị cảnh sát giết chết trong trận bạo hành. Asia BB chia sẻ cảm nghiệm 10 năm tù của mình. Tin Canada. Asia BB được Tòa án Tối cao Pakistan tuyên bố tránh án vào năm 2018 và được Canada cho tị nạn năm ngoái. Tại buổi họp báo tại Paris, bà nói: "Tôi bị buộc tội vì danh Đức Giêsu và tôi biết tôi sẽ được thả tự do vì danh Chúa Giêsu." Trong cuốn sách tự thuật với tựa đề Free at Last, tạm dịch rồi cũng tự do, bà chia sẻ khi được rửa tội thì vị linh mục nói với bố mẹ tôi rằng bé gái này sẽ bị thử thách, và bà tin rằng thời gian tù đầy là sự thử thách của bà, và bà không ngừng tin tưởng vào Chúa Giêsu. Đức Tổng Giám mục Tần Hiến Mùa Chay năm nay để chấm dứt dịch COVID-19. Tin Pakistan. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, Đức cha Sebastian Shaw, Tổng Giám mục địa phận Lahore của Pakistan, đã tận hiến tuần lễ thứ hai của mùa chay trong công cuộc tìm kiếm phương cách ngăn ngừa và chữa trị bệnh dịch do vi khuẩn COVID-19 gây ra. Đức Tổng Giám mục nói, các khoa học gia có thể không thành công trong việc khám phá và chữa trị bệnh dịch do vi khuẩn corona gây ra, nhưng Thiên Chúa sẽ làm được việc đó. Thay vì trốn biệt trong nhà, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các khoa học gia sớm thành công trong việc điều trị và phòng ngừa bệnh dịch. Cuộc tuần hành cho những người tử đạo. Tin Hoa Kỳ. Một tổ chức được gọi là For the Martyrs sẽ tổ chức cuộc tuần hành đầu tiên vào ngày 9 tháng 5 tại Long Beach, tiểu bang California, dành cho các người tử đạo. Năm ngoái, cô Gia Chacon đã thành lập For the Martyrs là một tổ chức vô vị lợi nhằm vào mục đích kêu gọi mọi người hãy ý thức về tình trạng bách hại đạo Kitô giáo trên toàn thế giới và cổ võ tự do tôn giáo. Cô hy vọng với cuộc tuần hành này sẽ khơi dậy phong trào Kitô giáo hiệp nhất trên toàn thế giới qua lời cầu nguyện và hành động để giúp đỡ những Kitô hữu đang bị bách hại. Thank you.
Xin thân ái kính chào quý ông bà và anh chị em khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta trở lại với tiết mục Người Kitô Hữu trong Thế Giới Hôm Nay. Hiện diện trong trường quay của chúng tôi là chú Nguyễn Anh Tuấn. Con kính chào chú, xin chú gửi lời chào đến quý khán thính giả ngày hôm nay. Con xin kính chào cha và xin kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng, cách đây chừng con nhớ là mùa hè năm ngoái, lúc con về thăm gia đình ở trên Oregon, thì có nhiều sự tại sao bao nhiêu năm trở về lại Oregon. Từ lúc vào dòng thì ở Texas và ở Cali, ít có dịp về lại Oregon. Nhưng mà về Portland, Oregon thì thấy cái cảnh vật nó thường thì không thấy gì đổi thay lắm. Tuy nhiên có một điều làm cho con chú ý, đó là có những cái lều ở dọc freeway rất là nhiều. Nó khác thường so với thời mà con ở trên Oregon vào những năm từ 2003 cho tới 2006 trước khi vào dòng. Nhưng mà thấy nhiều một cách khác thường. Những cái lều họ dựng lên, những cái lều của những anh chị em mình gọi nôm na là vô gia cư. Những người homeless, họ không có nhà. Rồi họ ở, họ chăn đầy đủ hết. Từ treo áo quần cho tới mình nhìn giống như nói thực sự là mất cái vẻ mỹ quan của một đất nước giàu có như Hoa Kỳ. Thế nhưng mà cái thực tài đó nó có, nó xảy ra ở nhiều thành phố, chứ không chỉ riêng ở Portland đâu. Nhưng Portland là một nơi mà có lẽ có người nói rằng những người đó họ cố tình làm nhiều để họ gây áp lực lên chính quyền. Họ muốn biểu tình, họ muốn làm cái gì đó, chứ không phải chỉ đơn thuần là họ muốn kiếm một cái chỗ để họ dâng cái lều đâu. Đó, họ tìm những nơi mà rất là quang đãng, rồi họ muốn truyền thông báo chí để mà để ý tới cái chỗ họ đó. Cái mục đích của họ nó đi xa hơn cái việc là họ chỉ kiếm một cái chỗ để mà ở. Đương nhiên nghèo như vậy đâu có gì đáng để khoe, đúng không? Nhưng mà người Mỹ nó có những nơi như vậy, thì chú nghĩ như thế nào về vấn đề đó? Tại sao một đất nước giàu có như Hoa Kỳ lại có những anh chị em vô gia cư như vậy? Thì trong cái thời gian gần đây, thưa cha và quý khán thính giả, những thống kê hay là báo cáo về tình trạng vô gia cư tại các thành phố lớn và đẹp nổi tiếng của Hoa Kỳ như New York, San Francisco, Los Angeles, kèm theo những hình ảnh video đã khiến cho người ta phải giật mình. Và cũng đã có những lời chỉ trích qua lại giữa vị tổng thống và thống đốc về cách giải quyết vấn đề khiến cho người dân không biết phải tin vào ai và có đáng tin hay không, và có nghĩ rằng tệ nạn vô gia cư sẽ được giải quyết hay không. Thưa quý khán thính giả, mỗi năm các chính quyền địa phương chờ đợi một ngân khoản chừng 2.7 tỷ đô la từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị, gọi tắt là HUD, Department of Housing and Urban Development. Với cái số tiền này, họ sẽ phân phát cho các tiểu bang để giải quyết tình trạng số người vô gia cư sống lầy lất trên các đường phố, trong các đô thị, và mỗi ngày lại một tăng nhanh hơn, tăng nhanh đến độ người ta không có thể kiểm soát nổi. Và hỏi cái vấn đề là họ chỉ cần phải trả lời một câu hỏi, nói cho cái bộ gia cư này biết có bao nhiêu người vô gia cư cần đến sự giúp đỡ, nhưng mà câu hỏi nó không thể trả lời được. Và lý do chính xác nhất là tại vì những người gia cư họ không có chỗ nào ổn định để người ta nghĩ là ở chỗ này họ có bao nhiêu người, ngày hôm nay đếm được nhưng mà ngày mai người ta đi chỗ khác rồi. Thành ra chính vì cái câu hỏi đó họ không trả lời được mà cái số tiền mà giúp cho họ cũng không được chi ra, hoặc là chi ra một cách hoàn toàn không đúng với thực tế. Thành ra cái vấn đề là những người vô gia cư họ sống cái đời sống như vậy, họ di chuyển thường xuyên và họ không có một chỗ nào cư ngụ chính xác, thì như vậy thì họ mới là vô gia cư. Và chính vì cái chỗ vô gia cư đó mà chính quyền không kiểm soát được. Thưa quý khán thính giả, nhìn vào những hình ảnh ghi nhận được, chúng ta thấy những người vô gia cư thường chỉ có một mình, họ hoàn vì mới có một cặp chung sống, họ không có gia đình, đa số là những người trung niên hay những người đã luống tuổi. Và theo một bản nghiên cứu cách này khoảng trên 5 năm,
Thì cái tình trạng vô gia cư tại Hoa Kỳ qua một vài câu chuyện đau thương thì chúng ta người ta nhận ra được có những cái đặc điểm rất là phải nói rất là tiêu biểu cho những người vô gia cư. Thì đây là một vài cái chuyện đó. Chuyện thứ nhất là cô Renny Delisley đã trở thành một trong số 3.500 người vô gia cư ở Santa Cruz. Chắc quý cha và quý ông bà cô bác biết đó là một cái thành phố cũng đẹp lắm, California. Và lúc bây giờ cô khám phá ra mình đã có thai. Cô bị từ chối cho vào một nhà tạm trú vì không còn chỗ cho cô. Trong khi những người khác ngủ trong xe hoặc dưới những mái che tạm, thì Renee tìm được một thang máy bỏ hoang và cô phải sống tạm ở đó cho đến khi cô bị vỡ nước ối, tức là một cái tình trạng rất là nguy hiểm đối với một người phụ nữ có thai. Câu chuyện thứ hai, ông anh Jerome Modot, 56 tuổi, là cựu thủy quân lục chiến. Anh trở thành vô gia cư bị bắt vì xâm phạm người khác khi đang ngủ trên một thang lầu chung cư trong một đêm giá lạnh. Một tuần lễ sau, Jerome chết vì sưng phổi trong một nhà giam với nhiệt độ sưởi ấm trên 100 độ. Một cái chết rất là vô lý. Nữa là Paula Cobb và hai đứa con gái bị mất nhà. Họ sống trong một chiếc minivan trong suốt 4 năm. Họ giặt rũ trong một cái trái của nhà thờ. Họ sử dụng nhà tắm của một trạm bán xăng và con cái học dưới ánh đèn khu phố. Đó là ba cái tình trạng vô gia cư tiêu biểu. Vậy thì cái tình trạng vô gia cư của nước Mỹ như thế nào? Thưa, có 10 điểm. Thứ nhất là theo báo cáo của Bộ Gia cư Phát triển Đô thị thì mỗi đêm trên đất nước Hoa Kỳ có trên 600.000 người vô gia cư. Họ sống qua đêm trong các khu tạm trú hoặc trong những chỗ tạm thời có thể sống được. Trên 1/3 ngủ trong xe, dưới gầm cầu hay là những nơi không thể được kể là chỗ có thể sinh sống. Điểm thứ hai, 1/4 trong số đó, nghĩa là vào khoảng 140.000 người là trẻ em dưới 18 tuổi. Và hàng ngàn trẻ em này không có người lớn đi kèm. Và cũng theo Bộ Gia cư Phát triển thì các em này không có được một cái chỗ nào gọi là nhất định để có thể đi học hoặc là để có thể được chăm sóc như là những trẻ em bình thường. Và theo Trung tâm Quốc gia Giáo dục thì người vô gia cư thì có hơn 1 triệu trẻ em vô gia cư trong các trường học công lập. Tức là những trường học công lập nó có tới 1 triệu em mà các em không có nhà để ở. Thì mình cũng không biết là các em sống ở đâu, có thể tạm trú nơi này nơi nọ. Đôi điểm thứ ba, 57.000 cựu chiến binh là vô gia cư trong mỗi đêm. 60% sống trong trại tạm cư, phần còn lại không có chỗ ngủ. Và 5.000 người trong đó là những nữ quân nhân, cựu nữ quân nhân. Thứ tư, bạo động xảy ra cho phái nữ chiếm đến 90% trong số người vô gia cư. Và đó là nguyên nhân khiến họ trở thành vô gia cư. Đa số người vô gia cư không đủ tiền để trả cho nơi trú ngụ. Ngân sách của HUD bị cắt giảm đến 50% trong những năm gần đây, khiến cho 10.000 đơn vị gia cư dành cho người nghèo bị bãi bỏ mỗi năm. Tức là đáng lẽ mỗi năm họ có thể xây được 10.000 thì cái ngân sách bị cắt đi, thành ra mỗi năm họ mất đi 10.000 cái đơn vị gia cư. Khan hiếm chỗ trú ngụ cho người nghèo so với trước đây và số tiền thuê nhà tăng cao khiến họ không có khả năng thuê. Hoa Kỳ phải cần đến ít nhất là 7 triệu đơn vị gia cư thích hợp với người nghèo và hàng triệu gia đình phải tốn một nửa thu nhập để trả tiền nhà. Thì trong những cái tài liệu, những cái tin tức ở trên TV thì thưa cha và thưa quý khán giả, cái tiền thuê nhà bây giờ nó tăng cao đến những độ người ta không thể nào người ta chịu nổi. Ví dụ những cái căn nhà bình thường 2.500 một tháng thì tiền đâu họ có để họ trả. Đó là một cái đặc điểm nữa. Trong vài năm trở lại đây, hơn 6 triệu căn nhà, nghĩa là cứ mỗi 10 năm thì có một bị tịch thu, tức là bị foreclose, vì họ không thể trả số tiền nợ. Điều này càng tăng thêm số người phải đi ở thuê và tiền thuê nhà thì vẫn cao. Chính quyền không đủ khả năng trợ giúp gia cư cho những người có thu nhập thấp. Chính quyền chỉ giúp được 1 trong 4 gia đình xin trợ cấp cư trú. Số người phải chờ đợi ngày một tăng và thời gian lên đến hàng chục năm. Cứ 1 trong 5 người vô gia cư phải chịu đựng những bệnh về tâm lý mà không được chữa trị. Và cái điểm cuối cùng đó là các đô thị có khuynh hướng xem những người vô gia cư là những kẻ tội phạm.
Theo thống kê qua 187 đô thị thì có tới 24% xem đi xin ăn ở nơi công cộng là tội phạm, 33% kể là bất hợp pháp nếu lảng vảng hay đứng vẩn vơ ở một chỗ nào đó, 18% xem là tội phạm nếu nằm ngủ nơi công cộng, 43% kể là phạm tội nếu ngủ trong xe, và 53% coi như bất hợp pháp nếu như ngồi hay nằm tại những nơi công cộng. Và cái số đô thị kể những người vô gia cư là bất hợp pháp càng ngày càng tăng, thưa quý khán thính giả. Nếu như trường hợp chúng ta có nhìn thấy cả những người vô gia cư sống lây lất bên vệ đường, dưới gầm cầu hay là dọc những bờ sông để cảm thấy họ đang làm mất đi cái vẻ đẹp của những nơi đó, thì có thể nghĩ đến rằng họ có thể bị lâm vào một trong 10 cái hoàn cảnh như đã kể trên, mà chúng ta hãy khoan kết án họ. Những cơ quan có trách nhiệm duy trì mỹ quan của xã hội cần phải tìm cách giảm bớt số người vô gia cư trước. Tuy nhiên, chính những người vô gia cư cũng cần phải nghĩ cách nào để thoát khỏi tình trạng này. Có rất nhiều nơi tạm trú, nhưng người ta không muốn vào sống trong đó vì phải tuân thủ những luật lệ tối thiểu ở nơi công cộng. Thưa quý khán thính giả, Hoa Kỳ là một nước tự do, chúng ta muốn sống thế nào tùy ý miễn không xâm phạm đến người khác. Tuy nhiên, nếu vì tự do của mình mà khiến người khác cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy con người của chính mình thì cũng nên xét lại chính bản thân. Có những thanh niên trẻ, khỏe mạnh mà đứng ăn xin tại các ngã tư đông xe cộ thì có lý nào hay không? Hay có những người sống vô gia cư một cách chuyên nghiệp, có đầy đủ dụng cụ, đồ nghề để di chuyển mỗi khi bị bố ráp thì có hợp lý hay không? Do đó, việc trước hết là phải biết tự trọng, rồi hãy tìm cách ăn vạ sau. Thì thưa cha và thưa quý khán thính giả, cái vấn đề vô gia cư nó là một cái vấn nạn của cả cái xã hội Hoa Kỳ. Người ta nhìn vào Hoa Kỳ, người ta thấy những cảnh này, người ta không thể được tự tại sao một cái nước giàu mạnh đẹp đẽ như vậy mà lại không giải quyết được những cái người vô gia cư. Nhưng mà thực sự con biết có những người vô gia cư họ không muốn vào cái nhà tạm trú, lý do là vào trong đó thứ nhất là không được sống bừa bãi, thứ hai không được hút thuốc hay là họ có những luật lệ bởi vì họ không muốn vào và họ thích sống ở dưới tàng cây ngoài đường, nó thoải mái hơn cho họ. Thì cha nghĩ như thế nào? Vâng, trước tiên là mình có cái nhìn cảm thương. Giống như rồi ai trong chúng ta mỗi năm cứ mừng đến biên cầu Giáng sinh, nhớ lại chính con Thiên Chúa mẹ Maria Thánh Cả Giuse cũng đã đi gõ cửa từng cái quán trọ một để mà tìm một nơi sinh ra chú Hải Nhi. Thế nhưng chẳng ai tiếp rước cả, mọi người đều đóng kín lại. Để rồi Chúa Giêsu phải sinh ra nơi hang lửa mang cỏ, một thực tại mà chúng ta sẽ thấy. Và chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ngài cũng nói rằng người nghèo lúc nào cũng ở đó với các con, không thiếu đâu. Nhưng không phải lúc nào các con có ta ở đây. Cái điều đó Chúa muốn nói với chúng ta rằng cái việc mà chúng ta thấy đâu đó sự hiện diện của Ngài trong những cuộc mảnh đời phải nói là bất hạnh, chẳng ai muốn rơi vào cái cảnh đó. Cũng có những trường hợp rất là đáng thương, rồi có cũng những trường hợp họ chọn cái lối sống đó, nó có chứ không phải là hoàn toàn là họ buộc họ vào cái đời sống đó. Có những người họ chọn cái đó, họ không muốn làm cái gì khác, làm cái chọn cái đời sống đó nó có. Nhưng số đó thì chắc không nhiều. Đại đa số là những anh chị em, họ không còn cách nào khác để phải sống trong một cái hoàn cảnh bi đát, hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh mà nói nôm na là người ta nhìn, người ta coi thường. Không ai muốn mình bị coi thường như vậy cả. Và biết bao nhiêu câu chuyện họ chia sẻ ở đâu đó trên Internet, trên các phương tiện truyền thông về tấm lòng tốt của những anh chị em vô gia cư. Họ đối xử với nhau, rồi họ đối xử với cả những người xem ra có vẻ giàu có hơn họ. Họ vẫn đón nhận được lòng tốt từ những người nghèo, những anh chị em vô gia cư. Chứ không phải những anh chị em nghèo đó là những người đón nhận sự giúp đỡ mà thôi đâu. Nhiều lúc những hoàn cảnh khó khăn, những anh chị em đó vẫn rộng tay. Và nhiều lúc họ nghèo như vậy họ còn rộng rãi hơn những người giàu cơ. Cho nên đó là một nghịch lý. Nhưng mà nói để rồi giải quyết hết một tình trạng là đất nước của tôi hoàn toàn không có những người đó,
thì chắc chắn không có nước nào có đâu. Ở Việt Nam thì lâu lâu chúng ta thấy cảnh sát, công an gọi là bố ráp để mà đi bắt, để mà ép buộc, để gọi là giữ vẻ mỹ quan, đặc biệt là có các phái đoàn ngoại giao tới thì họ muốn giữ cái vẻ mỹ quan, giữ cái bộ mặt bên ngoài nó tốt đẹp chút. Nhưng mà nước Mỹ nó có cái sự tự do của nó. Chúng ta thấy nó họ có quyền chọn cái đó. Nhiều lúc chúng ta thấy nó hơi trước mắt. Nó biết bao nhiêu chỗ xong những cái lều thì kín đáo hơn chút, là những chỗ mà rất là công khai để cho báo chí họ tới họ nói này. Nhưng mà cái đó là một điều phải nói rằng đáng quý của Mỹ. Đáng quý ở điểm nào? Nếu như người Mỹ người ta hất hủi, người ta buộc những người nghèo, những người không có nơi ở ổn định phải vào một nơi nào đó, thì chúng ta hãy nghĩ xem hoàn cảnh của những anh chị em di dân tị nạn như chúng ta. Qua đây chúng ta cũng là những người đầu tiên, những người vô gia cư. Nhưng mà người dân Hoa Kỳ họ đã mở rộng cái tấm lòng. Họ cũng là những người nhập cư. Họ mở rộng tấm lòng ra, họ tiếp đón những anh chị em người Việt Nam. Họ chẳng biết Việt Nam, nghe tới chiến tranh Việt Nam thôi. Chứ nhiều người ở Mỹ họ chưa hề gặp người Việt Nam. Những năm đầu tiên chưa có sự hiện diện của người Việt Nam, họ đâu có biết Việt Nam là ai. Nghe nói là ở Mỹ có qua bên vùng đâu Đông Dương đó rồi có người Việt Nam thôi. Nhiều sinh viên họ nói họ chưa nghe tới, họ thậm chí họ còn không thấy bóng dáng của người Việt Nam ở những tiểu bang không có người Việt Nam, ít thấy người Việt Nam. Sau này thì đương nhiên nó phổ biến hơn, phổ thông hơn. Chúng ta thấy gần như người Việt Nam đi khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ chúng ta đều thấy cả. Thế nhưng mà có một thực tại rằng nếu như mà đất nước này nó khép kín lại, tuy nhiên nó khuôn khổ vào, nó chỉ đón nhận những người đáng để đón nhận thôi, thì không biết rằng chúng ta là một trong những người không dễ gì mà nước Mỹ nó mở rộng vòng tay, nó đón chúng ta đâu. Nhưng có một điều để chúng ta phải suy nghĩ, đó là tại sao người Việt Nam nói nôm na là không muốn rơi vào cái tình trạng đó. Có lỡ rơi vào đó, họ cũng tìm cách để thoát ra, chứ họ không có bằng lòng sống trong cái tình trạng như vậy. Thứ nhất là mình tự hạ thấp cái đời sống của mình, cái nhân phẩm của mình. Nhiều lúc người ta đánh giá qua mình, làm biếng, không chịu đi làm, hay là như thế này, như thế kia. Người Việt Nam mình có cái vấn đề rằng không, tôi không nhất định tôi phải vươn ra khỏi cái tình trạng đó. Nhưng không phải ai cũng có được cách nghĩ và đủ can đảm cũng như đủ quyết tâm, đủ khả năng để mà vượt thoát ra được cái tình trạng vô gia cư đó. Là hiển nhiên xã hội cũng có nhiều tổ chức, ngay cả từ chính quyền cho tới những tổ chức về tôn giáo, những cơ quan này, cơ quan kia, họ vẫn giúp cho người vô gia cư. Con đã nhiều lần đi phục vụ bữa ăn trưa, bữa ăn chiều cho người homeless tại các downtown ở những thành phố lớn rồi, như Dallas, như Houston, có rồi. Thì tất nhiên có rất nhiều tấm lòng nhân ái để mà giúp họ. Rồi có cả những cái trung tâm, họ sẵn sàng họ kiếm việc làm cho những người vô gia cư đó nữa. Chứ không phải là không đâu, có nhiều phương thế lắm. Nhưng mà cái hệ tài ở chính chúng ta nữa. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đó, chúng ta có thấy rằng tôi muốn sống trong cái tình trạng đó hay không? Hay tôi thấy rằng tôi muốn vươn lên để thoát ra, tìm kiếm một cái sự tốt lành hơn trong đời sống của tôi. Cái đó cũng là một cách chọn lựa nữa, có phải không các? Chưa có thấy cái đó không? Cho nên cái vấn đề tận căn ở việc rằng người ta xã hội giúp đấy, nhưng mà tự bản chất người đó, tự thân họ có vận động để mà thoát ra khỏi tình trạng đó nữa hay không, cái đó mới là cái chính. Chứ bây giờ như chính phủ họ có đổ bạc tỷ vào, họ xây nhà, họ làm cho người này người kia, cũng không giải quyết được cái tình trạng mà số người vô gia cư. Bởi có những người họ chọn cái lối sống đó. Một số người không biết trên internet nó nói có đúng thật như thế nào, nhưng có người họ sống như cái nghề ăn xin. Và có thể là có, nó có thể là đúng. Tại vì họ nói ở những nơi khá, một ngày họ có thể đứng đó họ kiếm vài trăm đô, chỉ cầm đó vậy thôi, không làm gì cả, kiếm vài trăm đô. Cái đó thì mình không biết thực hư như thế nào, có thể có hoặc có thể không. Nhưng mà có những người nói họ nghề ăn xin, và cái đó có. Cái đó là cái chọn của họ. Và chúng ta khi bàn tới vấn đề này, chúng ta không có gọi là tham vọng cho ra một cái câu trả lời.
đích đáng về cái vấn đề những anh chị em vô gia cư ở Hoa Kỳ hay bất cứ đâu trên thế giới. Tuy nhiên khi chúng ta bàn đến vấn đề trong chương trình ngày hôm nay, để chúng ta có một cái nhìn là một người có niềm tin, một người đi theo Chúa, chúng ta đón nhận anh chị em, những người không có một nơi ở ổn định, những anh chị em vô gia cư họ rất là khó khăn đó, chúng ta đón nhận họ với thái độ như thế nào? Chúng ta xem thường họ hay chúng ta yêu thương họ? Chúng ta nâng đỡ họ hay chúng ta loại trừ họ? Tất cả chúng ta đều có sự chọn lựa và chúng ta biết Chúa muốn chúng ta làm cái gì rồi. Đương nhiên, tôi không thể nào lo hết được cho tất cả những anh chị em vô gia cư mà tôi gặp trong cuộc đời, cuộc sống hàng ngày. Có những lúc có thể chú đi làm, cũng biết hồi đó con đi học thì thấy ngay cái góc đường đó, cứ anh chàng đó còn rất là trẻ, cứ đứng đó xin mỗi ngày. Tại cái góc đường đó là cái chỗ giống như là cái địa bàn của anh ta vậy. Mỗi ngày chú đi, chú đều gặp, thì mình cứ đi qua, cứ mình nghĩ rằng tại sao để giúp anh ta, nhưng mà đó anh ta chọn đứng đó. Và thực sự rằng mình giúp với cái tấm lòng là Chúa, con hôm nay con đã giúp. Chứ nếu mà lỡ hôm đó tôi không có gì, không sao cả, giúp cho anh ta một lời cầu nguyện, không sao cả. Người công giáo của chúng ta, người có niềm tin như chúng ta cho tha nhân nhiều, không nghĩa rằng tôi phải có tiểu nhiều tiền, không có đó. Có nhiều thứ tôi có thể cho họ được, cho họ nụ cười, cho họ sự cảm thông, cho họ lời cầu nguyện, chứ không chỉ rằng tôi có tiền mà tôi mới giúp, không có đó, nhiều thứ lắm. Và có những người, có những mảnh đời họ cần đến sự cảm thông của tôi hơn là họ xin tiền. Cái đó là cái chọn lựa của họ nữa. Có những chọn lựa nó khó khăn, có những người thực sự họ không còn cách nào khác, họ không muốn rơi vào tình trạng đó, nhưng họ lại rơi vào cái đó. Và biết bao nhiêu cái khó khăn khi mà phải sống ở ngoài một nơi, phải nói rất là không an toàn, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em thì nó không an toàn chút nào cả. Cảm ơn Chúa đã đến với quý khán thính giả ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con tất cả những điều cần thiết trong cuộc sống. Có lẽ chúng con than phiền nhiều hơn là chúng con biết tạ ơn Chúa trong cuộc đời của chúng con. Có biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh của những anh chị em sống chung quanh chúng con. Xin Chúa thương đỡ nâng, an ủi và đặc biệt giúp cho mỗi người chúng con nhận ra nhu cầu cần thiết của họ. Và xin cho chúng con biết mở rộng đôi tay giúp đỡ những anh chị em đó khi chúng con có thể giúp được. Ít là bằng lời cầu nguyện, sự cảm thông, chia sẻ những niềm vui cho những anh chị em đau khổ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Xin mẹ Maria giúp cho mỗi người chúng con thực thi lòng bác ái, không chỉ trong lời nói, nhưng những gì rất ư cụ thể trong đời sống khi chúng con phải đối diện với những anh chị em nghèo khổ hơn chúng con đang sống xung quanh chúng con. Xin Thiên Chúa thương gìn giữ và thánh hóa mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvastm@gmail.com. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net hoặc vào youtube.com với từ khóa tvastm. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào. Oh.